Xin chào các bạn. Chúng ta cùng chờ ít phút rồi bắt đầu. Chúng ta cùng chờ ít phút để có thêm các bạn ở trên Facebook rồi mình bắt đầu. Vâng. Chúng ta cùng chờ một vài phút nữa. Vâng, xin chào bạn Lê Đông Vĩ và tất cả các bạn. Chúng ta cùng chờ một vài phút. Đó, xin chào các bạn. Rồi, chào bạn Trung, chào bạn Vĩ, chào bạn Tuyến. Ok, chúng ta bây giờ bắt đầu nhỉ. Đầu tiên thì xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem chương trình live stream. Tôi tên là Nguyễn Văn Cường. Tôi làm nghề nấu bia 26 năm nay. Như các bạn đã biết, năm ngoái thì chúng ta có một cái chuỗi live stream về nấu bia. Và cũng rất là ngạc nhiên và cũng bất ngờ là nhiều câu hỏi của bạn trẻ đã gửi đến, từ về nấu bia, về nấu cider, về chất lượng, rồi về bán hàng. Và nói thật, có những câu hỏi tôi trả lời kịp, cũng có một số câu hỏi bị trả lời muộn. Và tôi nghĩ rằng là ở đâu đó thì những cái giá trị đã mang đến cho một số bạn trẻ. Và tôi nghĩ rằng là qua những kinh nghiệm của tôi thì các bạn trẻ hiện nay đã có thể qua trải nghiệm thực tế sẽ làm ra những cái sản phẩm mà rất là đặc sắc, thậm chí là tốt hơn tôi, tốt hơn Sibu Master. Chính vì vậy tôi quyết định rằng là sẽ tiếp tục cái chuỗi live stream trong năm 2021. Theo tuần tôi sẽ cùng với team của mình sắp xếp thời gian làm sao đấy để mà có thể chia sẻ được nhiều hơn, có thể thảo luận được nhiều hơn. Thực tế thì không có độc quyền về chân lý, cũng không có gì tuyệt đối là đúng. Nhưng mà chúng ta cùng thảo luận, chúng ta cùng chia sẻ. Và tôi tin chắc một điều rằng là sẽ có rất nhiều bạn trẻ sẽ có thể tự nấu bia, có thể tự làm cider, có thể làm các loại nước giải khát chưa bao giờ làm. Và chắc chắn là rất đặc sắc. Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ có 4 nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất thì hầu như mọi người không ít khi hỏi, đấy là tại sao người ta uống bia, tại sao người ta uống bia và cái bia đấy mang lại giá trị gì cho cộng đồng xã hội, ngoài những cái chuyện là chỉ là nước có cồn hay là nước giải khát lên men, rồi hưng phấn, rồi uống được vui, đúng không? Cái thứ hai ấy, chúng ta cùng thảo luận là tại sao giới trẻ, đặc biệt giới trẻ Việt Nam mình đang hướng tới bia thủ công. Rất nhiều người hiện nay đang muốn trải nghiệm bia thủ công. Phần thứ ba là chúng ta cùng trải nghiệm thực tế Sibu Master sản xuất bia như thế nào. Chúng ta nhìn tận mắt, đúng không? Chúng ta nhìn thấy qua video thì chúng ta sẽ đi ra nhà nấu xem Sibu Master nấu bia như thế nào thực tế, trải nghiệm. Phần thứ tư chính là phần câu hỏi và giải đáp. Thì cũng có một số câu hỏi các bạn đã gửi đến rồi thì tôi sẽ cùng trả lời để mọi người cùng thảo luận. Có bất cứ điều gì các bạn thắc mắc cả về sản xuất, cả về cung ứng, thậm chí là về bán hàng, những cái gì tôi biết thì tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ. Và
các bạn có thể gửi qua SMS hoặc là Facebook, hoặc cũng có thể là gửi qua email. Đầu tiên chúng ta nói tại sao con người lại uống bia. Tất cả mọi người đều biết là uống bia thì vui, uống bia để hưng phấn, uống bia để chém gió tốt, đúng không? Thế nhưng mà có rất nhiều các nghiên cứu của trên thế giới, của Anh, thậm chí của Mỹ, họ phát hiện ra một điều như thế này. Tức là bia thì có rất là nhiều năm trước công nguyên, đúng không? Có khoảng độ 4.000, 5.000 năm trước công nguyên bia xuất hiện cùng với loài người, ai cũng biết điều đấy rồi. Thế nhưng mà tại sao bia tồn tại được ngần ấy năm mà không mai một đi mà sản lượng vẫn tăng? Và càng những nước phát triển như Bắc Âu rồi phát triển, đúng không, như Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Na Uy, Đức, rồi những nước mà như là Anh già cỗi hoặc là Mỹ là nước mới, thì cái sản lượng tiêu thụ bia của họ trên đầu người rất là nhiều hơn Việt Nam nhiều. Việt Nam mình chỉ khoảng tầm 40, thậm chí là thấp hơn 40 lít trên một đầu người, thì họ 60, 70, 80, chỉ 100. Và có vẻ như là những nước càng giàu thì cái lượng tiêu thụ bia trên đầu người càng lớn. Thế và người ta nghiên cứu ra một cái concept, một cái xu thế như thế này. Tức là hầu như ở những nước châu Âu, những nước phát triển, thì hầu như là ở làng hoặc là ở những cái vùng hoặc là thành phố nào cũng có cái nhà máy bia thủ công nhỏ, những nhà máy bia sản xuất phục vụ cho những người ở xung quanh. Và cái xu thế này phát triển rất là bền vững hàng nghìn năm. Thậm chí ví dụ như là ở Mỹ gần đây chẳng hạn, là người ta thống kê có tới gần 7.000 nhà máy bia nhỏ và vừa, bia thủ công ở mỗi vùng miền đều có. Ở Anh ngay ở trong thời kỳ Covid năm vừa rồi thì vẫn tăng trưởng, vẫn có nhà máy bia mới được đưa vào sản xuất. Thế và người ta phát hiện ra một điều là ở mỗi một cái làng, một cái vùng như vậy á, thì thường có một hai cái quán. Và những quán đấy thì người đàn ông sau giờ làm hay ra đây ngồi uống, rồi nói chuyện, chia sẻ tâm sự. Và qua điều tra ấy, thì người ta phát hiện ra một điều mà có lẽ là báo chí có thể chưa nói nhiều, nhưng người ta phát hiện ra một điều tôi thấy cũng rất là thú vị. Trước khi tôi đi học ở Đan Mạch thì tôi cũng có nghe rất nhiều câu chuyện như vậy, nhưng bây giờ tôi thấy rằng là có lẽ rằng rất có lý. Tức là thế này, con người ta có 3 ngôi nhà. Ngôi nhà thứ nhất chính là ngôi nhà của mình cùng với gia đình. Ngôi nhà thứ hai là ngôi nhà ở nơi làm việc. Tức là khi ở nhà thì sẽ nói chuyện với cả vợ và con, nói chuyện với bố mẹ, anh chị em. Đến cơ quan thì nói chuyện với đồng nghiệp, nói chuyện với cả cấp trên, cấp dưới, khách hàng, đối tác. Và khi hết giờ việc, hết làm, giờ làm, người ta đến tap room, người ta đến cái nhà hàng, người ta đến cái chỗ nơi bán bia, và người ta uống bia và người ta nói chuyện với những người có cùng một sở thích. Đấy là nói chuyện về tất cả mọi thứ. Người mà nói chém gió, đúng không? Nói chuyện về làm gì, ăn gì, chơi gì. Còn đàn ông thì nói về phụ nữ nói về đàn ông. Và những cái người thích uống bia như vậy, hoặc là thích ngồi có một không khí như vậy, thì người ta cho rằng cái ngôi nhà thứ ba chính là cái nơi địa điểm mà uống bia. Và chính cái cộng đồng, những cái người uống bia không phân biệt nam hay nữ, không phân biệt già hay trẻ, thì tạo thành một cái văn hóa mới. Đấy là cái văn hóa chia sẻ và trải nghiệm. Họ đấy họ có thể bộc lộ cái chính bản thân mình, đúng không? Người ta uống một chút bia vào, người ta hưng phấn hơn, người ta vui vẻ hơn, người ta được nói cái gì mình thích. Và tất cả những người như vậy ở trong một cái môi trường như vậy thì họ có nhiều gắn kết hơn, thật hơn. Đặc biệt là sau khi uống một số chai bia thì người ta có một chút cồn, người ta hưng phấn, người ta kể những câu chuyện, họ cởi mở rất nhiều. Cái người mà từ trước giờ chưa cởi mở thì họ cởi mở hơn. Với những người mà họ muốn nói chuyện với những người mà chưa được nói, họ uống chút cồn và họ sẽ được nói được một cách dám can đảm hơn. Thế và chính cái cộng đồng, những cái người mà uống bia như vậy á, họ có những cái gắn kết ngoài cái chuyện bia ra, đấy là những cái business kinh doanh, những cái là sở thích khác, rồi có những cái buổi chia sẻ cùng nhau và người ta làm quen với nhau. Và tất cả những cộng đồng như vậy giúp cho những cái làng, thành phố cùng phát triển. Cái điều này nghe thì có vẻ
không thật sự logic, nhưng mà đúng như vậy. Hầu hết nếu các bạn đã từng đi châu Âu hoặc Mỹ thì hầu hết những cái vùng miền làng bản đều có những cái bar, những cái pub ở làng, và ở nơi đấy thì tụ tập không riêng gì đàn ông, có cả phụ nữ. Thế và những người đấy hoàn toàn là một cái thế giới hoàn toàn khác. Và tất nhiên ra uống bia thì mới ngại đi xa. Ít khi bây giờ bảo tôi bay vào Sài Gòn để uống bia, hoặc từ Sài Gòn bay ra Hà Nội, hoặc là tôi về xuống lên Lạng Sơn để uống bia. Mà thường là người ta uống bia cái quán gần nhà mình, để người ta có thể đi bộ ra uống bia và được chia sẻ những cái người xung quanh gần gũi. Cho nên mỗi một làng thì đều có những loại bia mà phục vụ ở những người làng đấy. Thì các bạn biết rồi là lễ hội bia lớn nhất thế giới chính là Oktoberfest, với hơn 7 triệu lít tiêu thụ do 6 nhà máy bia của Đức cung cấp. Và người ta tính rằng cái số doanh số thu cho Oktoberfest là 1 tỷ euro. Bởi vì con người sang cái tống bia ấy, thì người ta sẽ được trải nghiệm những văn hóa khác, người ta được đi du lịch vùng biển. Và chính cái văn hóa bản địa của Đức, Oktoberfest rất nổi tiếng và gắn kết hàng triệu người trên trái đất cùng với nhau. Và thế là người ta sinh ra rất nhiều các lễ hội bia ở các nước khác nhau. Và một điều rất là vui là gì? Ngay Việt Nam bây giờ cũng có những cái lễ hội bia nhỏ nhỏ. Và có một điều hay hơn nữa, tức là gì? Là ngoài cái chuyện uống bia, ngoài cái chuyện vui, ngoài cái chuyện chia sẻ những cái kiến thức với nhau, thì bia tạo thành một cái văn hóa cởi mở, cái văn hóa cùng phát triển. Và nó hình thành ra một cái xu thế, đấy là cái xu thế gắn kết cộng đồng. Và cái cộng đồng này hiện nay trên thế giới có lẽ hàng trăm triệu người. Cái chuyện không phải chỉ uống bia hay là uống cồn nữa, mà đây là một cái văn hóa là cùng chia sẻ, cùng phát triển, cùng gắn kết, cùng phát triển và cho một cái thế giới tốt đẹp hơn. Thì có lẽ rằng là ở Việt Nam mình hiện nay cái nền tảng với bia lịch sử thì chưa lâu, chỉ khoảng 145 năm mà khi Pháp bắt đầu xây dựng hai cái nhà máy, một nhà máy ở Sài Gòn, một nhà máy ở Hà Nội. Nhưng mà nếu bạn để ý thì hầu như tỉnh nào cũng có một cái nhà máy bia, thành phố nào cũng có vài nhà máy bia, và thường mang tính cục bộ, tức là cái người ở Hà Nội thì lại thiên hướng uống bia Hà Nội, người ở Sài Gòn thiên hướng uống bia Sài Gòn, người ở Thanh Hóa thì thiên hướng Thanh Hóa, người ở Hải Phòng uống Hải Phòng. Cái đấy không xấu, cái đấy văn hóa của người không xấu, đây là cái xu thế cộng đồng mang tính bản địa. Và tất cả mọi người không nói ra nhưng đều mong muốn ủng hộ bia Việt vì mình là người Việt, đấy là bản chất. Thành thử ra là theo tôi, người ta uống bia không chỉ mỗi là uống cho vui, uống dô thích, thậm chí uống thủ công không chỉ là trải nghiệm hương vị nữa, văn hóa nữa, mà nó còn một cái gì đấy mang tính cộng đồng, đi cùng với loài người, gắn kết, chia sẻ và cùng phát triển cho một cái tương lai tốt đẹp hơn. Cho nên cái ngôi nhà thứ ba rất là quan trọng, ngôi nhà đầu tiên gia đình, ngôi nhà thứ hai việc làm, ngôi nhà thứ ba chính là ngôi nhà mà khi người ta được chính là bản thân người ta chia sẻ những người mà có cùng sở thích. Đấy là cái câu hỏi thứ nhất và cái chủ đề thứ nhất chúng ta cùng thảo luận, đấy là thảo luận là tại sao chúng ta uống bia, đúng không? Uống bia thì đôi khi là chính mình. Câu hỏi thứ hai có một bạn rất hay, bạn hỏi là thế tại sao giới trẻ lại thích bia thủ công? Đấy, bia thủ công. Tôi đã viết một cái status ở trên Facebook về cái nội dung này, nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ lại. Tức là khi bắt đầu tôi khởi nghiệp với bia thủ công, về phía người Việt thì có lẽ là một trong người đầu tiên, đúng không ạ? Tôi bắt đầu về bia thủ công đầu tiên vào năm 2003, khi tôi cùng với cả hai bạn nữa, một bạn người Thụy Điển và một người Na Uy, thì ba người có tự đi xay nấu một cái mẻ ở Copenhagen. Thì lúc đấy tôi được phong làm leader cái nhóm đấy. Thì cái bạn người Na Uy, bạn có bảo là Cường ơi, những cái loại bia ngoài kia uống chán à, chúng ta nấu hẳn một cái mẻ bia gì đó đặc biệt đi. Thì tôi thì thực ra thì lúc đấy mình cũng chưa có khái niệm gì mà thật sự đặc biệt, mà tôi nghĩ là bây giờ phải uống loại gì nó khác loại bia từ trước ta uống, kiểu như chúng ta đã ăn cơm suốt ngày hay mì tôm suốt ngày, và rồi thôi chuyển đi ăn một cái loại gì mới đi, bỏ cái tết đi, hay ăn gạo lứt đi chẳng hạn. Thế là tôi bảo thôi mình làm một loại bia gì đấy màu khác, hương khác, vị khác và công thức khác, không giống những cái gì ông thầy dạy. Thế là tôi với cái bạn người Na Uy với một bạn Thụy Điển thì ngồi với lọ mọ thì trộn, là tôi nấu tới 3-4 loại man khác nhau, mạch nha rồi wheat rồi từ wheat từ ba lây, thế rồi hoa cũng cho 2-3 loại,
rồi men thì chúng tôi hướng dẫn là cho lên men cái thùng thủy tinh cao cao khoảng độ 60 lít. Men thì tôi bổ sung dùng men hồi đó dùng men chìm cho nên bị khá trong, nhưng tôi có điều đặc biệt lưu ý mỗi hẻm đầu thôi, tức là khoảng 22 độ plateau rất là nặng. Và chúng tôi nấu cái mẻ đấy khi mà lên men xong ngoại ra chúng tôi đo độ cồn được hơn 8, cực kỳ nặng mà bia màu đỏ sậm rất là đẹp. Thì hồi đó cho cái man uýt man đỏ vào, cái bia nó hơi chua, đậm nặng hơi chua, nhưng mà không ngờ là trong cái nhóm mọi người thi thì cuối cùng chúng tôi được giải nhất, được các ông thầy khen bảo là bia các bạn rất là thơm mà uống cũng hay và nhiều người uống, nhưng mà thực sự mà nói không uống được nhiều. Bia ngon thích nhưng mà cũng vì nó nặng quá 8 độ thành ra là tôi nhớ hôm đấy là tôi say rất mướt về nhà không biết như thế nào, còn cứ lúc sáng mà ngủ như cả giày. Thế và cái câu chuyện đấy thì nhờ tôi mới muốn gắn kết lại, quay trở lại cái chủ đề của tôi là tức là khi tôi bắt đầu nấu mẻ bia thủ công thì hầu như rất ít người quan tâm đến bia thủ công. Hầu như mọi người khi mà gặp tôi hỏi thì bia thủ công là bia gì đấy, bia hơi à, hay là bia tươi à, hay là bia tự nấu à. Thế thì những cái đấy nó không đánh giá hoàn toàn cái chữ craft beer. Craft beer đây nó thể hiện là ngoài cái chuyện là bia ra thì nó còn thể hiện là cái cá tính của anh, là phong cách của anh, là cái xu hướng mà anh muốn thể hiện cho mọi người. Thế và vào năm 2015 thì tôi bắt đầu có ý tưởng làm bia thủ công và bắt đầu làm cái mẻ nấu đầu tiên. Thì cái địa điểm bán đầu tiên của tôi chính là ở ET3 Giao Văn Minh. Hầu như rất ít người Việt uống. Khi tôi mở cái tap room đầu tiên là 43 Ngọc Quyến thì các bạn Tây nhìn thấy local craft beer là thường là vào nếm thử, bia có thể ngon có thể không ngon lắm, có thể lúc chua lúc chát, cũng có thể khoảng bị hỏng bởi vì là để lâu không bán được. Thế nhưng mà họ rất muốn trải nghiệm vì họ biết ô, thế tôi muốn thử nếm bia chuối như nào. Đấy, họ tôi nếm bia phở như nào, tôi nếm bia gừng như thế nào. Thế còn người Việt mình thì sẽ nghi ngờ. Thế nhưng mà đến bây giờ thì các bạn biết là ở Việt Nam mình có khoảng, tôi nghĩ khoảng trên dưới 200 điểm bán bia thủ công, có khoảng 40 nhãn hàng bia thủ công khác nhau, phần lớn là người nước ngoài họ nấu bia. Và tôi tin rằng là cái xu thế này nó đang phát triển rất mạnh mẽ. Tôi để ý hầu hết những người Việt vào quán, những cái tap room, những cái quầy mà uống bia thì là giới trẻ. Thế quay trở lại giới trẻ như thế nào? Thì Việt Nam mình có khoảng 98 triệu dân. Thì trong đấy có khoảng 15%, à không, hơn, khoảng 25% là dưới 15 tuổi. Hơn 5% là khoảng trên 65 tuổi. Và từ 16 cho đến 64 thì chiếm 65%. 65% thì khoảng độ trên, đây khoảng 69%, khoảng 65 triệu người. Và 65 triệu người đấy, trong 65 triệu người đấy, số người từ 18 đến 30 là trẻ nhất, tiềm năng nhất thì khoảng 15 triệu. Người ta thống kê rằng dân Việt mình đang bị già hóa. Tức là ví dụ năm 2000 thì tuổi trung bình khoảng 24 tuổi. Thế nhưng mà đến năm 2020 thì chỉ trung bình là 32 tuổi. Và 20 năm nữa thì có thể là 40 tuổi. Và giới trẻ thì là cái giới mà gọi là, mình không gọi là tích nhất đi, nhưng mà có nhiều, tạo ra nhiều cái xu thế nhất. Thứ nhất thì cái lứa tuổi đánh giá rất là cao, từ 18 đến 30 tuổi, khoảng 15 triệu người. Những cái bạn trẻ này thì nếu bạn để ý, đúng không? Ưa khám phá, ưa mạo hiểm, ưa những cái gì mới mẻ, thích những cái gì mà nó không giống với thông thường, thường thường thậm chí là không đi theo những cái hướng bố mẹ chỉ ra. Và các bạn ý mong muốn nếm một cái gì đấy bản địa, khác biệt so với những gì Tây hóa. Những cái người mà, nhất là những người mà từng đi học ở nước ngoài về thì rất mong muốn là làm uống những loại bia gì đấy mà của Việt Nam, đặc biệt những người Việt nước ngoài cũng thế thôi, họ muốn nếm những cái gì đó mới mẻ. Thế và xin tôi tắt. Và rất nhiều người do giới trẻ đã muốn thể hiện cái cá tính của mình bằng cách là gì, nếm những cái loại đồ uống giải khát có cồn được làm tại Việt Nam bằng nguyên liệu từ Việt Nam. Và rất, không có không ít người, những người mà muốn tự làm ra sản phẩm này, tự ra sản phẩm, tức là cũng tham gia học làm nước giải khát, làm chanh leo chanh dây, rồi làm bia nấu bia, rồi cũng trải nghiệm cái quá trình sản xuất, rồi cái trải nghiệm quá trình đóng gói để làm ra các sản phẩm độc đáo. Thế rồi cái những bạn trẻ thì ưa cái mong muốn những cái xu thế cá tính, phong cách, tức là trước kia thì ok,
uống một loại như Coca hoặc là Pepsi uống chung với cả vui, cái đấy có thể khác, không vấn đề. Nhưng bây giờ các bạn muốn thể hiện một cái gì đấy khác biệt, tức là các bạn ấy mong muốn chia sẻ với cộng đồng, có loại đồ uống này rất là ngon, làm từ trái cây hoặc làm từ lúa mì, lúa mạch, khác so với cái gì mình đã từng trải nghiệm. Tức là nếu ngày xưa thì dưới những thế hệ chúng tôi thì mong muốn cái sự ổn định, mong muốn cái gì đấy an toàn, ngại sự thay đổi, thì lớp trẻ bây giờ thì mong muốn cái mới mẻ, cái cá tính, cái khác biệt. Thế và chính vì vậy bia thủ công lại mang cái giá trị đấy cho giới trẻ. Và tôi phát hiện ra rằng là khoảng độ 70-80% những người uống bia hiện nay ở quán không uống nhiều, uống ít, không uống say nôn mửa, mà thường đến đấy thì có khi chỉ một vài ly thôi, một vài ly uống rồi chia sẻ, thế anh uống lại gì, tôi uống lại gì, thì cái này ai người nấu, rồi nguyên liệu gì, hương vị ra làm sao, thế rồi kể về quán này quán kia. Và tôi phát hiện ra là những người uống bia thủ công thì những bạn trẻ thì không nhất thiết là phải chung thủy đâu. Hôm qua tôi gặp một bạn cũng không trẻ lắm, nhưng bạn bảo ôi cái gì tôi cũng uống, tôi uống bia Hà Nội, tôi uống Sài Gòn, tôi uống bia hay cái tôi uống hết rồi, tôi uống bia thủ công rồi, nhưng mà cuối cùng thích những loại bia này thì họ sẽ lựa chọn. Như vậy cái xu thế mới của những bạn trẻ là trải nghiệm, họ nếm các cái loại bia khác nhau và họ lựa chọn cái dòng gì họ phù hợp và họ uống, chứ không phải là như giới chúng tôi. Tôi biết là trong thế hệ chúng tôi có những bạn đến quán của tôi bảo anh cười ở chỗ anh có bia Trúc Bạch có, tôi chỉ uống Trúc Bạch quen, không uống loại khác, mỗi Trúc Bạch đấy. Thế có những bạn thì đến quán thì bảo tôi chỉ uống bia Sài Gòn thôi, bia Sài Gòn. Tôi còn có một bạn rất là nổi tiếng, bạn cũng ca sĩ, bạn ấy hay đến quán của mình, bạn chỉ uống Corona thôi, đến lần nào cũng chỉ Corona. Tức là cái thế hệ của chúng tôi thì có vẻ như là hơi bảo thủ, ngại trải nghiệm, thường là chỉ thích uống một hai cái loại và ngại thay đổi. Còn giới trẻ khác rồi, giới trẻ chưa trải nghiệm chính là phong cách, chính là cá tính. Thế và có điều rất là vui, tức là cái cộng đồng giới trẻ đấy họ tạo thành một xu thế mới. Xu thế mới đấy gì? Đấy là một cái nét văn hóa sáng tạo, trải nghiệm, mong muốn vươn đến một cái nơi mà người khác chưa làm được. Cho nên cái phong trào khởi nghiệp nó cũng ảnh hưởng bởi xu thế đấy. Mong muốn làm cái gì đó mới mẻ, mang mong muốn góp cho đời, góp cho bố mẹ, thiện cái cá nhân. Và cái being ngày càng mạnh mẽ hơn, cái giving cũng mạnh mẽ hơn. Trước thì chúng tôi mong muốn là gì? Là thể hiện, đúng không? Nhà đẹp, xe đẹp, gia đình, con cái. Nhưng mà giới trẻ bây giờ muốn thể hiện phong cách là gì? Tôi mang được cái gì để cho cộng đồng. Rất là mạnh, rất là mạnh. Thậm chí là rất nhiều học sinh viên bây giờ ra trường là không muốn đi làm công ăn lương, muốn khởi nghiệp. Tất nhiên là nghĩ là không nên có cái gì đó quá mà bản thân tôi thì tôi cũng không khuyên cậu lớn là tôi khởi nghiệp, nhưng mà mình khuyên cũng chẳng được nữa. Các bạn ấy tự làm, tự sống, tự độc lập, tự thuê nhà, tự mở cửa hàng, tự đi làm, mình có can cũng không được. Thành thử ra là tôi nghĩ rằng là mỗi một thế hệ sẽ lựa chọn cái con đường mình đi, tự đi trên đôi chân của mình. Thế và tôi thấy rằng giới trẻ bây giờ là họ đang rất là thích cái phong cách bia thủ công, các đồ uống bản Việt. Và có điều mạnh nữa bia thủ công mang lại cho giới trẻ, đấy là bia thủ công do những người Việt làm, nguyên liệu Việt, sau đó những người đầu tư là những người Việt, và những cái luồng tiền lợi nhuận sinh ra lại quay trở lại đầu tư tại đất Việt, và cái giá trị nó bền vững. Ngày xưa tôi rất không hiểu tại sao có những công ty hàng trăm năm, ví dụ Nhật Bản có những hàng công ty nghìn năm, tôi choáng lắm, tôi bảo tại sao nghìn năm. Thế tôi mới nghiên cứu ở Việt Nam mình thì phát hiện ra Việt Nam mình chẳng công ty nào nghìn năm cả. Lâu nhất thì có mấy công ty mà hơn 100 năm, nghĩa là công ty xe lửa của Pháp này, mấy công ty Sabeco, Habeco là do Pháp họ làm. Đấy, và tại sao mình lại không có cái công ty 300-400 năm như của Nhật hay là của Pháp hay là của Đan Mạch? Thì tôi tìm hiểu ra thì một trong cái điểm yếu của người Việt mình đấy là cái tính bền vững. Thế tại sao cái tính bền vững nó yếu thì nó có nhiều lý do, tôi cũng không dám giải thích hết. Tôi chỉ sẻ là một là mình không tạo được ra cái giá trị bền vững. Thế thì tại sao không tạo ra cái bền vững thì lại nói về cái chuyện văn hóa vùng miền, rồi cái cách sống, cái phong cách sống. Nhưng trong bia thì tôi nghĩ rằng cái điểm cốt lõi của bia ấy, chính là một cái sản phẩm Việt, nguyên liệu Việt do người Việt làm, và cái nguồn tiền mang đấy để tái đầu tư vào cho cộng đồng Việt để làm sao nó bền vững, chứ không phải là một cái ông sang ông làm ở đây được vài năm thu tiền rồi ông lại chuyển sang một cái nơi khác, một đất nước khác. Tôi nghĩ đấy nó sẽ không bền vững. Thì đấy câu chuyện là giới trẻ thích bia thủ công,
cùng với cả cách sống, cùng với cả phong cách và văn hóa. Thế cái phần thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn là nấu bia tại Sibu. Thì bây giờ thì tôi sẽ cùng để không biết mọi người đã sai chưa. À đang sai rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mang máy đi ra xem nấu bia tại Sibu Master nhà máy. Vâng. Thì đây là nhà máy bia thủ công Sibu Master. Cũng không lớn, chỉ có khoảng 1000 m² thôi. Các bạn đã đang nấu bia. Hôm nay nấu một mẻ bia Pilsner. Đây là một hệ thống nấu bia tiêu chuẩn. Nấu tiêu chuẩn của Đức, rồi nguồn gốc của Stuttgart Đức. Chúng tôi cũng sử dụng cái hệ thống nấu này được sang năm thứ 5. Đây là nồi nấu, và nồi nấu có thể tích 2000 lít. Hiện nay chúng tôi đang nấu mẻ bia Pilsner, dùng man sáng màu Pilsner. Xin chào, hôm nay có cả Hiền. Hiền là người nấu bia. Xin chào các bạn. Thì để mở cái nồi để cùng xem. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là đây là đang quá trình phối trộn. Phối trộn các bạn nhìn thấy không? Tức là nguyên liệu xay sau đó sẽ được phối trộn cùng với nước để cái nguyên liệu xay đấy hòa tan với cả với nước. Sau đó chúng ta sẽ nâng nhiệt để các enzyme hoạt động, cắt các phân tử protein, các acid amin, hoặc là cắt các cái phân tử đường thành các cái đường đơn, đường ba cho men nó ăn. Đây là quá trình phối trộn rất là quan trọng. Tại sao quan trọng? Bởi vì nếu chúng ta phối trộn không tốt thì sẽ bị vón cục, và khi vón cục như vậy thì cái quá trình đường hóa sẽ giảm và chúng ta bị thất thoát về nguyên liệu, đồng thời cái chất lượng bia sẽ không đồng đều. Sau khi phối trộn xong thì chúng ta sẽ để lắng, gọi là đi rest, nghỉ một chút, sau đó sẽ nâng nhiệt ở nhiệt độ đường hóa. Ví dụ như là có thể một số loại bia thì có thể đường hóa ở nhiệt độ 64, một số thì 67, và phụ thuộc vào các loại bia. Chúng ta cũng có thể là giữ thời gian lâu hơn, còn ngắn hơn. Sau khi đường hóa xong thì chúng ta sẽ lọc xong thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nồi bên cạnh đây, cái nồi vào nồi đun sôi. Chính cái nồi này thì sẽ có cái nhiệm vụ là đun sôi thịt hèm, sau đó chúng ta sẽ bổ sung hoa ở đây. Sau khi bổ sung hoa, hoa các bạn biết rồi, sẽ bổ sung rất nhiều công đoạn. Cái bài này có cái bài lần trước rồi, có hoa đắng, hoa hương, có thể như là Pilsner sẽ bổ sung làm 3-4 lần, và có khoảng 3-4 loại hoa khác nhau. Hoa đắng thì có lượng alpha acid thường cao hơn, hoa hương thì thường có lượng alpha acid nó thấp hơn, và thường hoa thơm, hoa hương thì sẽ bổ sung vào cuối công đoạn đun sôi hoặc 5 phút trước khi dừng. Thì đây là cái nồi tiêu chuẩn đun sôi, được bọc cái lớp đồng xung quanh, trông nhìn rất là cool. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Thì bao giờ cũng vậy, là đi ở hèm thì sẽ được làm lạnh, có cái hệ thống làm lạnh nhanh thì chúng ta sẽ làm lạnh nhiều lớp, và cái nước nóng được tái sử dụng, có thể làm lạnh bằng nước lạnh, làm lạnh bằng cồn. Sau khi mà được làm lạnh, chúng ta sẽ chuyển cái hèm đấy sang các cái hệ thống mình gọi là hệ thống lên men. Đây là cái hệ thống lên men, đây là thùng lên men tiêu chuẩn. Chúng ta cùng xem đây, mình sẽ cùng chuyển thùng này. Thì đây là thùng lên men tiêu chuẩn. Thì các bạn biết rồi, bao giờ có cái bảo ôn, có cửa, có van, van lấy mẫu, đúng không? Van lấy mẫu. Thì cái chữ thùng lên men này thì hiện nay Việt Nam làm khá tốt. Một số hãng trong nước đã làm khá tốt, và thường là chúng ta có thể đặt được theo cái mong muốn. Cái thùng này thì khoảng hơn 2000 lít. Sau khi lên men xong thì mình gọi lên men chính xong khoảng 14-20 ngày. Cái thùng lên men thì chúng ta sẽ chuyển sang ở các cái thùng mình gọi là ủ, quá trình lên men phụ. Thì đây là một cái thùng tiêu chuẩn 2000 lít nhân phụ. Những thùng bây giờ thì mình có thể chế tạo theo cái mình mong muốn, có thể là đáy côn,
có thể đáy bằng. Thì cái thùng này thì rất là phù hợp cho ủ chín bia. Các bạn biết rồi là nếu mà bia không có ủ chín thì nó sẽ bị thứ nhất là nó không được ngon. Không được ngon, đây có nhiều lý do. Nhưng một trong lý do quan trọng là cái quá trình chuyển hóa tạo thành cái chất hương thơm nó không được hoàn thiện. Không được hoàn thiện. Thì cái quá trình ủ này thì sẽ kéo dài từ 5 đến 10 ngày. Trong bia công nghiệp thì thường sẽ họ để lạnh rất là sâu và thường là họ sẽ lọc bia. Thành thử ra quá trình cái tủ lạnh này nó quan trọng không kém trong quá trình như được cái tủ nóng. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại văn phòng, đúng không? Thì tôi sẽ cùng trả lời một số câu hỏi về nấu bia cũng như là về lên men và một số các bạn hỏi. Chúng ta quay lại văn phòng. Phần thứ tư chính là phần câu hỏi và trả lời. Thì câu hỏi thứ nhất của một bạn ở Sài Gòn có hỏi rằng là bia của em nấu ra rất là đục, không biết làm thế nào cho nó trong, em thấy bia của anh trong hơn. Thì xin trả lời như thế này ạ. Bia đục thì có nhiều lý do. Nhưng nếu mình xét một cách rất là chung chung thì thế này. Nếu chúng ta nấu dùng các loại men nổi, tức là men ale, cái men nổi đấy, con men khi có nhiều men nó nổi không chìm xuống dưới thì nó bia sẽ đục hơn so với các loại bia dùng men lager, tức là men chìm. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu các bạn xử lý kết tủ lạnh không tốt hoặc kết tủ nóng không tốt, cụ thể là gì? Khi đun hèm xử lý cái kết tủ nóng không tốt còn nhiều protein, hoặc nấu các cái loại bia như là bia Nepa, New England IPA, bia mà dùng nhiều wheat, lúa mì, nhiều protein, nhiều các cái độ nhớt cao, thì chắc chắn bia sẽ đục hơn khi dùng các loại man thông thường, pale ale, ít protein. Một trong những chỉ tiêu của các hãng bia của thông thường đến công nghiệp đi, là cái hàm lượng protein hòa tan ở trong mạch nha nó phải thấp. Nếu cao thì có rất nhiều rủi ro về độ đục và cái hương nó không được như mong muốn. Thế thì đối với thủ công thì không quá quan trọng cái chuyện là nó phải trong suốt, mà đôi khi bia đục nó nhìn nó lại có cái phong cách hơn. Nhưng mà rõ ràng một điều là nếu ta điều chỉnh cái này, chúng ta sử dụng các loại man hàm lượng ít protein, chúng ta ít sử dụng lúa mì, chúng ta dùng men chìm, chúng ta sử dụng tốt ở cái quá trình xử lý tốt ở quá trình kết tủ nóng, chúng ta xử lý kết tủ lạnh tốt thì bia sẽ rất trong. Muốn làm cái chuyện đấy thì chúng ta chỉ thử thôi một hai lần là được. Trước kia thì tôi cũng làm rất là lâu rồi, làm nhiều loại bia và thử rất nhiều. Thì hầu hết các loại bia công nghiệp thì người ta lọc và người ta trùng, thành thử ra là bia trong suốt và ánh ánh vàng rơn rất là đẹp, nhưng thực ra là cái đấy thì nó không thể hiện đúng một cái mong muốn của bia thủ công. Bia thủ công thì cái gì nó không, ngoài cái chuyện trong suốt hay là vàng rơm ra thì còn có nhiều cái khác nữa. Thì đấy, trả lời câu hỏi là tại sao bia đục làm là cho bia nó không đục, thì đấy thì tôi cũng trả lời rất chung chung như thế. Còn để chi tiết hơn thì bạn có thể hỏi cụ thể từng loại bia. Ví dụ các bạn sản xuất bia New England IPA thì không cần thiết phải trong. Bia hazy, bia đục, bia mờ ảo, đấy là cái phong cách của thế giới. Hoặc là các bạn sản xuất bia cái dòng wheat beer như là các bạn phổ biến như là Snow White của Simple Master nhỉ? Thì bia đấy khá đục, mờ ảo, màu sáng thì dùng rất nhiều wheat. Thế còn đối với loại bia thông thường thì các bạn để cái tủ lạnh tốt là bia nó tự lắng tự trong. Nhất là bây giờ các bạn để ở nhiệt độ lạnh cho các bạn để lâu là bia tự trong, không phải làm gì cả. Cái câu hỏi thứ hai của một bạn hỏi vấn đề hoa bia, thì cho cái hoa như thế nào để bia thơm, cho bia hoa nào để thơm. Thì xin chia sẻ thế này, có rất nhiều loại hoa hương
có những loại hoa đặc biệt là cái này, hoa thì có loại hoa hoa tươi này, hoa cao hoa này, có hoa palette này, có hoa đấy là cái loại mà đóng gói, loại mà mang vào thị trường. Hoa tươi thì cả là cái hoa vẫn còn nguyên cả cánh, người ta chỉ phơi sấy khô thôi. Có hoa cao hoa, rồi hoa palette có 45-90, rồi hoa dry cái gọi là dry hop, có rất là tinh dầu đó. Thế rồi người ta chia hai cái những loại hoa đấy ra làm cái dòng mà chuyên môn để tạo đắng, tức là khi ta uống thì mình cảm thấy đắng, và một loại là chuyên tạo ra hương. Thì các bạn muốn có nhiều hương thì các bạn sẽ dùng nhiều cái hoa hương. Cái hoa hương đấy thì nếu mà mình cho ngay từ đầu khi đun sôi thì sẽ mất cái este thơm, mất cái hương của hoa, bởi vì tinh dầu nó sẽ bay hơi trong quá trình đun sôi. Các bạn phải cho vào muộn trong quá trình đun sôi, có thể là 15 phút, có thể là 5 phút trước khi dừng, có thể là khi dừng. Và cũng có phương pháp dry hopping, phương pháp đơn giản để tạo hương, nhưng mà dry hopping thì nó không phải là cái nó thật sự ổn định. Các bạn phải rất là cân nhắc để thử nghiệm. Còn nếu mà các bạn ấy chưa đủ cái mùi hương thì các bạn phải thử nghiệm, các bạn tăng dần lên, tăng dần có thể là 15, 20 gram, 30 gram cho 10 lít chẳng hạn. Thế cũng có thể là nhiều, có thể ít, do mình thôi, mình phải thử nghiệm. Bản thân tôi cũng vậy, là không, khi mình nhận một cái dòng hoa mới là phải thử, tức là đầu tiên cho ít hoa, cho nhiều hoa, và mình nếm cái bia đấy sau khi 24 giờ, 48 giờ, cho 5 ngày, 6 ngày. Và nhớ rằng các bạn, nếu các bạn dùng dry hopping, các bạn rất chú ý vấn đề là tạo ngược lại DCT. Ok, có một câu hỏi rất hay, có một hỏi quận Sơn Lam Nguyễn về là hỏi tại sao không trồng hoa bia tại Việt Nam, có vùng nào Việt Nam không đối phủ hợp với hoa bia không. Thì xin chia sẻ thế này, hoa bia có hàng nghìn loại và được trồng ở rất nhiều nước ôn đới, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ví dụ như là Đức, là Tiệp, ví dụ như là Anh là Bỉ, là Czech, rồi ở Úc thì có New Zealand, rồi có Mỹ hiện nay là có lẽ là nước sản xuất hoa bia nhiều nhất thế giới. Thế nên câu hỏi tại sao Trung Quốc cũng có một cái vùng mà khí hậu lạnh ôn đới, họ tại sao họ không sản xuất được hoa bia, hoặc là hoa bia họ chất lượng thấp. Thì câu chia sẻ thế này, hoa bia thì là một loại cây, các bạn rồi là dạng cây leo tầm chỉ 6-7 mét cao, và hoa thì người ta sử dụng hoa cái, sử dụng hoa đực. Người ta trồng hoa bây giờ thế giới họ có hàng trăm loại, như thế thì đòi hỏi kỹ thuật canh tác, giống, đòi hỏi về khí hậu, độ ẩm, rồi nhiệt độ ánh sáng mặt trời. Đặc biệt ánh sáng mặt trời rất quan trọng đối với hoa bia, vì không có ánh sáng hoa không ra hoa, hoặc là ra hoa không có đủ đậm, các biết rồi, nếu ánh sáng mặt trời không tổng hợp được, không có photosynthesis, không có photosynthesis thì tế bào không tạo ra được những cái chất cần thiết để tạo ra hoa. Thế và những cái nước ôn đới đấy, ngoài cái chuyện mà có khí hậu đới, có nắng nhiều thì hoa nó mới nở và mới tốt, và mới tạo ra được nhiều cái tinh dầu thơm. Ở Việt Nam, ở Trung Quốc này, họ đã thử nghiệm rất nhiều, và hiện nay Trung Quốc họ trồng được nhiều hoa. Ở Hàn Quốc họ cũng trồng hoa, Nhật Bản thậm chí họ cũng tự trồng hoa. Nhưng các cái giống nổi tiếng, các loại hoa nổi tiếng có vẻ như vẫn ở châu Âu, vẫn là Mỹ. Thế câu hỏi tại sao? Thì xin chia sẻ rằng là đấy, mình vừa nói rồi, ngoài cái chuyện là giống mình có thể mua được, đúng không ạ? Kỹ thuật canh tác có thể copy được, thì liên quan đến thổ nhưỡng, liên quan đến khí hậu, ánh nắng mặt trời, liên quan đến con người chăm sóc, liên quan đến kỹ thuật, là những cái kỹ thuật mà thu hoạch và chế biến bảo quản, công nghệ. Những cái này thì nó liên quan công nghệ nữa, công nghệ thì tôi không thể, tôi không biết, và những cái thì tôi cũng không biết trong vấn đề liên quan bảo quản hoa, chế hoa. Còn ở Việt Nam thì không phải một nơi đã thử, tôi nghĩ là ít nhất phải có 3 dự án, thậm chí cấp nhà nước đã thử hoa húc lông. Trồng được không? Trồng được. Ra hoa không? Ra hoa. Nhưng mà thu hoạch chất lượng thấp, năng suất thấp, và cái loại hoa đấy không nấu bia, chứ là nấu bia không ngon. Thế thì cũng như là mình bảo là mình trồng cái loại cây đấy từ ôn đới về, nhưng mà ra cái chất lượng không đạt. Và chất lượng đấy là không sử dụng cho nấu bia, đúng là nấu bia chất lượng thấp. Thì đấy, câu hỏi là tại sao không trồng hoa? Có người trồng hoa, thậm chí có những bạn gửi thư cho tôi là em sẽ trồng hoa, em sẽ trồng hoa và bán cho anh cung cấp cho anh nấu bia. Nên nói rồi là đấy, cái chuyện trồng hoa, mua giống không khó, trồng cũng không khó, ra hoa cũng không khó, nhưng hoa để ra chất lượng, đạt được cái chất lượng để mà nấu bia được, nấu bia ngon được thì không đơn giản. Tại sao? Bởi vì mình nói rồi đấy, nó gồm có rất nhiều lý do, không chỉ chuyện giống hay là cái chuyện mà trồng được ở những vùng mát vùng lạnh. Mình có thể vùng mát vùng lạnh, có thể có Đà Lạt, có Sapa, thậm lọc Cao Bằng, Lạng Sơn, những vùng đấy, nhưng mà nhiều khi ánh nắng mặt trời nhiều quá, lượng mưa nhiều quá, mặt trời ít quá, thế rồi chăm sóc, rồi kỹ thuật canh tác, rồi hệ thống thủy lợi tưới tiêu mà không được quy chuẩn, rồi thu hoạch,
rồi chế biến, ứng dụng công nghệ trong chế biến bảo quản không đạt. Có một bạn hỏi rằng, bạn Lê Minh Chí hỏi rằng kỹ thuật chiết hoa first wood hop với ạ. Chiết hoa first wood hop. First là đầu tiên, wood là dịch hèm, còn hop là hốc lông. Kỹ thuật chiết hoa first wood hop. Nói thật mình cũng không hiểu rõ lắm về cái ý của bạn là chiết hoa first wood hop là gì. Nhưng mình chia sẻ với bạn thế này. Cái first wood tức là người ta nói về định nghĩa là cái hèm dịch đầu tiên thu được sau nồi lau tơ hoặc mau ra cái hệ thống màng lọc mau ra 2008 thì đấy, thì những cái uột đầu tiên đấy, tức là dịch hèm đầu tiên đấy thu được trong khoảng độ bao nhiêu hectare đấy, cái dịch hèm đấy từng có độ plateau trên 20 thì gọi là first uột. Thế còn bạn hỏi về first uột hop, có vẻ như bạn nói về vấn đề liên quan đến cái cho hoa đầu tiên cùng với sau quá trình đun sôi, thì nó có vẻ như không logical nó không lắm. Hoa bia thì thường phải cho vào khi bắt đầu dịch hèm bắt đầu đun sôi, còn first wood thì là cái wood đấy là cái hèm đầu tiên sau lọc, chứ có vẻ như hai cái không matching với nhau. Hoặc là bạn phải lấy first wood bạn đun sôi lên, sau đó bạn cho hoa vào sau đó mới chiết xuất ra, thì gọi là kỹ thuật là cho hoa vào dịch hèm đầu tiên, dịch hèm first wood. Thế còn là cái chuyện mà first wood hop thì mình chưa thấy, thật sự là chưa thấy phổ biến, ít nhất là trong nấu bia thủ công. Ok, cảm ơn bạn. Mình sẽ trả lời tiếp theo một câu của một bạn mới hỏi gần đây. Bạn hỏi về khi mà dropping mà hoa nó, cái hương nó bị hắc quá rồi, không biết làm thế nào bây giờ. Thì mình chia sẻ thế này, là ở trong các cái hãng công nghiệp lớn thì họ thường sẽ có cái hệ thống mix, họ phối trộn bia mới một mẻ hai mẻ với nhau, cái chất lượng họ có thể lệch nhau một chút thì họ có thể mix với nhau, một cái độ đường cao, một cái độ còn đường thấp thì họ mix với nhau cùng một loại và họ đấu trộn để họ tạo ra cái bia nó hài hòa hơn. Thì cái đấy cũng không gì là bí mật cả. Hoặc là ví dụ như là bạn có hỏi về câu chuyện là pha trộn thì hầu hết các hãng bia công nghiệp thì họ đều làm thế này, họ nấu đường cao, họ nấu HCB là 2 kg bia khoảng 14 độ đến 16 độ, có những nơi họ nấu cao hơn, sau đó họ có nước HCB trong nước RO, họ sục CO2, họ đuổi oxy, họ sẽ trộn cái nước đấy và nước bia đấy cùng với cả độ bia nó đường cao để tạo ra cái dòng bia mong muốn. Thì cái đối phối trộn đấy thì phải có thiết bị chuyên nghiệp, phải có hệ thống khử oxy, hệ thống nạp đủ CO2 và họ phải hệ thống bộ mixer. Và khi mà mixer như vậy thì họ sẽ có hệ thống đo kiểm oxy và CO2 online, thường là hệ thống Atonpa. Ở nhà máy Simple Master thì đều có hệ thống Atonpa đo cồn đường, nhưng mà không online mà là offline. Ok. Các bạn có câu hỏi gì nữa không? Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn cứ nhắn tin cho tôi, và vào cái buổi sau thì tôi sẽ cùng chia sẻ các bạn để các bạn cùng chúng ta cùng thảo luận. Thế thì chương trình ngày hôm nay thì đến đây thì là hết, bởi vì thời gian cũng có hạn, và cảm ơn các bạn đã theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng chia sẻ được nhiều hơn, cùng thảo luận được nhiều hơn, và cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn.